Xin chào các bạn. Chuối là loại trái cây vô cùng phổ biến ở khắp mọi vùng của đất nước ta. Chính vì sự quen thuộc ấy mà rất nhiều người không biết được sự quý giá mà chuối mang lại cho sức khỏe của cơ thể. Chính vì vậy, trong video lần này, chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn 5 tác động vô cùng nghiêm ngặt nếu chúng ta sử dụng chuối đều đặn. Trước khi vào nội dung của video, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và chuông ngay phía dưới này để nhận được những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của kênh Thuốc Dân Tộc. Cảm ơn tất cả mọi người. 1. Duy trì sự cân bằng của huyết áp. Nếu bạn ăn một số lượng chuối hàng ngày đúng cách, bạn có thể giữ cho cơ thể cân bằng giữa natri và kali, từ đó có thể duy trì được cân bằng huyết áp. Chúng ta có thể hiểu điều này như sau. Máu thường có độ quánh từ 4,5 đến 4,7, trong khi đó nước có độ quánh là 1. Trong máu có các thành phần như protein, muối, natri, kali, kim loại đồng, kẽm và các chất nội tiết. Tùy thuộc vào khối lượng của các thành phần này mà máu của mỗi người sẽ có độ quánh khác nhau. Đặc biệt, độ quánh tăng khi hồng cầu tăng, khi đó nó sẽ cản trở sự lưu thông máu dẫn đến huyết áp cao. Duy trì được sự cân bằng giữa các thành phần trong máu sẽ giúp ổn định huyết áp của mình. Đặc biệt, các bệnh nhân bị huyết áp cao được các chuyên gia khuyến cáo là nên duy trì ăn một quả chuối mỗi ngày để có thể ổn định lại được huyết áp. 2. Đảm bảo cung cấp đều đặn kali thiết yếu cho cơ thể. Những người có kiến thức về sức khỏe nhất định đều biết rằng có rất nhiều kali trong một quả chuối. Lời khuyên cho bạn là kể cả những người khỏe mạnh thì mỗi ngày cũng nên ăn một quả chuối để đảm bảo lượng kali cung cấp cần thiết cho cơ thể. Trung bình dinh dưỡng của một quả chuối chứa 422mg kali, đáp ứng 10% nhu cầu hàng ngày của bạn. Một quả chuối nhỏ có chứa 362mg và một quả chuối lớn là 487mg. Một cốc chuối nghiền cung cấp 806mg kali. Kali là một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Ăn chuối đúng cách mỗi ngày có thể duy trì nhịp tim bình thường, thúc đẩy giải phóng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì huyết áp ổn định. 3. Chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ tim mạch. Nếu có quá nhiều natri trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tim. Do đó, việc giảm hàm lượng natri và tăng lượng kali có thể bảo vệ tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 4. Ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Các chuyên gia cho rằng hầu hết mọi người đều biết đến việc ăn rau và trái cây tươi đều có thể làm giảm nguy cơ ung thư vì các nguyên liệu thô, chất xơ trong rau và trái cây khá phong phú, chứa nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng, không có quá nhiều muối và đường cũng như các chất tạo màu. Kiên trì ăn chuối mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư trực tràng bởi chất xơ trong chuối có thể cải thiện chức năng hoạt động của đường tiêu hóa. Những người có nguy cơ mắc ung thư đường ruột, đại trực tràng thì nên ăn từ 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày để hỗ trợ phòng chống ung thư. 5. Thúc đẩy nhu động ruột, tăng cường chức năng tiêu hóa, hấp thụ hiệu quả. Nhiều người cao tuổi sẽ có các triệu chứng liên quan đến khó tiêu và táo bón. Trong trường hợp này, bạn nên duy trì thói quen ăn chuối để giúp nhuận tràng. Chuối là loại trái cây hết sức thanh đạm, giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động của đường tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột trơn tru, tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Mong rằng những kiến thức vừa rồi sẽ giúp các bạn duy trì và cải thiện sức khỏe của bản thân. Hãy ăn chuối đều đặn để có một sức khỏe tốt.